Lời nói đầu tiên xin được gửi lời chào trân trọng đến với toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của đoàn nghệ thuật Mưa Ngàn Nơi. Mở cái nhạc cho lâu vô. Xin lỗi quý vị, nói chung là sau một thời gian ế ẩm, đoàn nghệ thuật Mưa Ngàn Nơi trở lại lợi hại hơn bao giờ hết với hầu hết những ngôi sao ca nhạc mà đoàn nghệ thuật đã lùng sục khắp bốn biển năm châu để gửi đến cho quý vị khán giả. Kể cũng lạ lắm mà nghe. Nói chung đoàn chúng tôi Tết năm nay xin được gửi đến quý vị một ngôi sao ca nhạc đã từng nổi tiếng và được trái tim quý vị yêu mến như ngôi sao ca nhạc Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường. Và đặc biệt là một ngôi sao ca nhạc mà gần đây quý vị yêu, quý vị mến, quý vị ngủ cũng mơ thấy, đó là một người chị của Phi Thòn, cô của Phi Phụng, dì của Phi Thanh Vân, em của Phi Nhung, ngôi sao ca nhạc Phi Bóng. Dạ thưa quý vị, đây không phải là con Phi Bóng, đây là con Philippines. Nó là con sót vé đoàn em, xin lỗi quý vị. Dạ, đóng màn lại. Thưa quý vị, chương trình xin được nghỉ giải lao trong vòng 5 phút. Trong thời gian đó quý vị hãy ăn bắp, ăn xôi trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xin chân thành cảm ơn. Nghĩ cũng lạ lắm mà nghe. Nghe bà nội mày chứ nghe. Con Phi Bóng đâu rồi? Chưa tới. Trời đất ơi, bây giờ mở màn rồi tao giới thiệu rồi mà nó chưa tới làm sao? Ai mà biết, trời đất ơi, trước khi mở màn thì bà cũng phải nói thông báo chứ. Tự nhiên là bà xóm xác bà rồi như mở màn. Giờ tới giờ rồi, nó đâu bây rồi? Bây giờ để tôi điện điện thoại coi. Mày điện nó coi. Alo, Bóng hả? Cái gì vậy? Nói Phi Bóng thôi, mày nói nó bóng, nó tưởng mày chữ đó, nó không tới bây giờ. Alo, Phi Bóng hả? Bà đang ở đâu? Sắp tới rồi. Sắp tới rồi hả? Đến tới đâu rồi? Còn một cái ngã tư nữa. Còn một cái ngã tư nữa. Trời ơi. Vậy là tới rồi. Ok, nè bà nói chuyện đi. Ừ. Ủa còn cái ngã tư mà sao nó đi điện thoại bàn mà. Vậy là nó ở nhà đó. Nghĩ cũng lạ lắm mà nghe. Trời ơi tao chết. Trời ơi. Mày qua mày trục đầu nó vậy liền, con quỷ đó giờ này chắc nó còn ngủ. Để tôi. Gọi liền. Dạ. Trời ơi chết tao rồi. Trời ơi mở màn rồi bây giờ làm sao? Bây giờ con gái má đứng qua đây tôi hỏi cái xíu chuyện coi. Gì hả con? Má là má ơi. Má là má của con. Má làm vị trí gì trong đoàn này? Bầu. Bầu xô trong đoàn này à. Mà má lăn xê con nào con không biết, còn con má lăn ở đâu á? Má lăn vô trong tủ không à? Sao má không cho tôi hát? Trời ơi bây giờ người ta mê con Phi Bóng chứ đâu có mê con đâu có ca được. Con cũng phi vậy. Mày vô bếp mày phi hành phi tỏi đi. Cha không có được. Người ta mê con Phi Bóng cái mày ngộ quá à. Ê Phùng mang trợn má tao đi, tao giả với mặt mày bây giờ. Nói vậy đó. Lúc nào cũng vậy chứ trời. Trời ơi má lại con. Rồi rồi gì không cho con mình chơi là làm gì hết trơn trời. Tới chưa con Phi Bóng tới chưa? Trời ơi thiệt tình. Bà Bầu. Tới chưa? Bà Bầu ơi tới rồi. Tới rồi ha. Rồi. Mở màn liền. Mở màn liền. Đi đi. Quý vị. Ngôi sao ca nhạc Phi Bóng. Đâu mà. Thưa quý vị, chương trình chúng tôi xin được giải lao lần hai.
chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, quý vị yên tâm. Nghĩ cũng lạ lắm mà Ngang. Ngang bà nội mày con bóng đâu? Ủa nó mới đi sau lưng tôi mà. Ủa sao mày hỏi tao? Mày đi kêu nó mà. Tôi đưa trước đó sau lưng tôi. Rồi giờ nó đâu? Tôi đâu biết, để tôi gọi. Trời ơi. Alo, Bóng ơi, bà ở đâu Bóng? Hả? Sắp tới rồi. Alo con ơi, con tới chưa con? Còn một cái ngã tư nữa cô ơi. À, nó còn kẹt cái ngã tư nữa. Rồi con tới liền đi con ơi, chết rồi. Ủa cái số bàn hồi nãy mà. Vậy là còn ở nhà. Để chạy kêu lần nữa. Trời ơi mày quá, mày con điên này. Con gái can được không con? Được. Cái này là cái cơ hội của con nè. Bây giờ cái con Bóng nó làm eo làm tịch quá. Bây giờ con ra con mở màn gì mẹ được không? Được. Con có thuộc cái bài mà năm 17 tuổi mà cái bài ruột của con Phi Bóng không? Thuộc lào luôn. Ôi, bao nhiêu lâu nay ta không biết. Má giới thiệu đi, tôi ra ta hát cho má coi. Nha nha nha. Ừ. Trời ơi, mừng quá mừng quá. Dạ, kính thưa quý vị, rất là xin lỗi. Là vì hồi nãy giờ giải lao 2-3 lần mà ngôi sao chưa chịu ra. Trước khi Phi Bóng xuất hiện, mời quý vị gặp gỡ một ngôi sao ca nhạc dài hơn con Phi Bóng. Mạng nhỏ này là em ruột của con Phi Bóng. Xin giới thiệu ngôi sao ca nhạc mới lú, Phi Lê. Gái em đó mấy anh, gái em đó. Gái em đó mấy anh. Gái em. Gái em đó mấy anh. Ba Bông ơi, ba Bông. Ba Bông. Cái gì con? Trời, nó tới. Phi Bóng tới hả? Tới rồi. Ê, rồi nó vô. Đi. Dạ, Phi Bóng tới. Quý vị ơi, mời quý vị gặp gỡ ngôi sao ca nhạc. Dạ cắt đóng màn lại. Dạ đóng màn, đóng màn. Dạ đóng màn. Dạ 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 lâu. 5 phút nữa chúng tôi quay lại. 5 phút nữa quay lại. Phi Bóng, cái gì vậy? Ai vậy? Ai chơi trò gì kỳ vậy? Trời ơi con ơi, sao bữa nay mới mùng 1 mở màn mà con hát nhép rồi. Trời bà bầu ơi, mấy bữa trước á ăn hột dưa nhiều quá, bây giờ đau họng đâu có hát được. Trời ơi, chưa tới rồi mẹ ăn hột dưa chi vậy? Bà không nghe cái giọng đàn ông luôn hả? Trời đất ơi, cái giọng từ xưa tới giờ đàn ông rồi. Tôi nói cho bà nghe, bây giờ tôi không muốn hát nữa. Tôi dám chắc chắn trong đoàn này có người chơi tôi. Trời ơi, con nói cái gì mà kỳ cục vậy Phi Bóng? Ai mà chơi con trong cái đoàn này? Philippines. Dạ. Mày canh cái thằng chỉnh nhạc sao mà để hư đĩa của con nhỏ vậy? Ờ. Mày chơi nó phải không? Đâu có, con là Philippines, con không chơi được Phi Bóng. Bóng ơi, con Philippines này nó ngu lắm, nó không có chơi con đâu. Thiệt á, nó... Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi chắc chắn trong đoàn này có người chơi tôi. Đâu? Là con hả? Đúng. Là con làm cho nhạc của nó hư hả? Gõ gàng. Tất dại à? Trời đất ơi, cái chỗ làm ăn của mẹ. Tại sao mày làm như vậy? Hả? Philippines. Dạ. Nhìn bên má trái của chị. Đây. Còn một gùi của chị không? Con. Ngày xưa tới giờ chưa bao giờ má đánh tôi. Bây giờ má dìm con Bóng má đánh tôi. Con Phi Bóng, nói con Bóng rồi. Biết rồi. Tôi phá đó. Má làm gì tôi? Hả? Bây giờ đỏ đi. Nhan sắc hai đứa bằng nhau. Cao tôi cao hơn nó. Đẹp tôi đẹp hơn nó. Hát tôi hát hay hơn nó. Tại sao người nhà má không đẩy lên thành ngôi sao?
Tại vì mày ca vợ. Mày ca vợ. Trời ơi. Mày không có nói chuyện với mẹ mày như vậy nghe chưa? May mà ca hay là tao cho mày ca rồi. Ăn cho vài người ra. Tô son két vấn. Mày coi mày trang điểm như con lân vậy đó. Người ta ca hay người ta có tên rồi. Mày làm cái trò gì vậy? Rồi Tết này gia đình mình ăn cái gì? Mày nói đi. Má là má của tôi. Sao má đẻ tôi ra không có cái tên mà có cái tuổi không à? Có má làm trưởng đoàn làm gì? Đi vô đi cho nó ca. Đi vô đi. Hai má con diễn tuồng xong chưa? Bà Bầu, mời qua đây. Cái gì em? Thật ra tao cũng đoán ra được là mày. Bây giờ tao muốn mày phải xin lỗi tao đi thì tao mới ở lại hát trong cái đoàn này. Thôi thôi em người lớn, em bỏ qua cho nó. Xin lỗi đi. Xin lỗi. Trời ơi nó xin lỗi. Thôi được rồi, em mới xin lỗi rồi, thôi bỏ qua nha bé. Cuối cùng cũng chịu xin lỗi hả? Tao cũng đoán ra được là mày. Tao cũng đoán ra được là mày đó. Bà đoán ra được là nó, sao bà không cản nó? Ủa sao nãy mày đoán ra được là nó, sao mày không cản nó? Tôi mắc hát là sao tôi cản? Trong khi đó bà rảnh rỗi sao bà không cản? Tao rảnh rồi nào, tao lo búa cho mày sao tao cản? Ôi. Con nhỏ này rảnh sao nãy mày không cản? Tôi có đoán ra được đâu mà tôi cản. Đúng. Tôi xin lỗi này, tôi xin lỗi này. Bây giờ ngó gì nữa, tôi đi vô đi. Để cho nó mở màn. Con nhỏ này ra xin lỗi khán giả đi, lẹ lẹ đi chứ người ta trả vé bây giờ. Đi đi. Tôi không muốn hát nữa. Bây giờ bà bầu. Cái gì? Bà phải giải quyết chuyện này cho tôi. Một là tôi đi, còn hai là nó ở lại. Ủa mày yêu cầu vậy rồi sao giải quyết mày? Ờ hình như tôi thấy cũng có gì sai sai á. Mày đi hay nó ở lại thì cũng vậy thôi chứ rồi giải quyết làm sao? Tôi nói lại nè. Một là tôi đi, hai là tôi ở lại. Mà mày muốn cái gì? Hình như nó diễn sai thôi. Thì mày, một là mày đi, hai là mày ở lại là đúng rồi đó. Nhưng mà mày muốn cái gì? Nói chung là nếu muốn tôi ở lại hát thì nó phải ra khỏi đây. Trời ơi em làm quá đáng luôn á. Con gái chị đó em. Phi bóng em lớn rồi, thôi em bỏ qua cho nó đi. Nó còn con nít mà. Tôi làm sao biết được là nó có hại tôi lần nữa không? Trời ơi Tết nhất tới nơi rồi em ơi. Tôi cho chị mở màn đi em. Khán giả tôi chửi tới nơi rồi kìa. Trời ơi nó con nít nó đâu có dám hại em lần nữa đâu em. Bây giờ mở màn khán giả tôi chửi tới nơi rồi. Philippines ơi tình hình sao rồi con? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày đừng có chụp chúng cái khác. Cái gì vậy? Cứu con với bà bầu. Sao ai trời mày tàn nhẫn vậy? Dính dép vô đầu. Trời ơi tao chết rồi. Bây giờ mày ra mày cản khán giả lại. Tao năn nỉ mày Philippines. Tao năn nỉ mày. Đi cản khán giả lại. Sắp có người hát rồi. Đi tao năn nỉ Phi Bóng ra nó hát liền. Chị lại em hát giùm chị đi. Đi Phi Bóng. Chị lại em luôn đó. Bà quyết định đi. Khán giả nó. Ê em Phi Bóng. Em. Má. Má mày kìa má. Còn hát. Nếu hôm nay con hát được, mắt cất luôn con Phi Bóng đi. Trời mẹ ơi con quỷ hát dở mà nói chuyện nghe hú hồn không? Con hát được. Được phải không? Được. Bữa nay mày hát được, mắt cất nó luôn. Đúng. Tao chịu hết nổi rồi, một tay tao đưa nó lên mà bây giờ nó đối xử với tao như vậy đó. Cái bài năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Thuộc. Thuộc đúng không? Thuộc. Vô liền mày giới thiệu mày ra liền. Dạ, thưa quý vị khán giả, thành thật xin lỗi là từ hồi nãy giờ giải lao đến một chục lần mà vẫn chưa có ca. Bây giờ là lúc quý vị và các bạn được đến với một bài hát thật là quen thuộc với một ngôi sao mới lú. Em của Phi Bông, ca sĩ Phi Lê.
con đâu có ca được. Hát, tôi hát hay hơn đó. Mày ca được. May mà ca hay là con cho mày ca rồi. Nếu hôm nay con hát được, mắc cất luôn con phi bóng đi. Được phải không? Được. Con hát được. Năm mới bảy tuổi, năm mới bảy tuổi em đi lấy chồng. Đông mặt là... Bà bầu ơi! Cái gì vậy Philip Bin? Bầu ơi! Ai cho em mày dữ vậy? Cho em về Philip Bin. Ai cho mày dữ vậy? Tụi nó! Trời ơi! Sao mày như con điên vậy? Bầu ơi, em sống không nổi. Xin lỗi. Trời ơi, Phi Bóng ơi, chị lại em giúp giùm chị. Trời ơi! Trời ơi, Phi Bóng ơi, chị lại em giúp giùm chị. Được thôi, lương gấp 2. Trời ơi, Tết nhất tới nơi chị bán không có được nhiều vé trơn, rồi làm ơn đi mà, thì nguyên một năm qua ế rồi, có một cái mùa Tết cho chị kiếm tiền lại đi em. Lương gấp 3. Gái, chị năng lý hồi xưa chị nhớ không, hồi xưa những cái ngày... Lương gấp... Gấp 3 được rồi mày! Gấp 3 được rồi! Mày mẹ người ta đó! Được rồi, vô hát. Gấp ba. Ok. Gấp ba. Nhạc lên đi, tôi ra tôi hát. Núp vô. Dạ thưa quý vị, bây giờ con Bóng nó hát rồi. Nó chịu hát rồi. Nhạc phẩm em 17 tuổi đi lấy chồng. Trời ơi, sao mày hát hay dữ vậy? Đi đi! Con hát đó. Sao mày hát hay dữ vậy? Trời ơi, nào giờ con hát được mà, tại con đâu có nói cho bà biết đâu. Trời ơi, một cái báo vật trong đoàn tôi mà tôi không có biết nè trời. Bà bầu, tôi không cần gấp ba gì nữa hết á, tôi hát, tôi ở lại hát. À mày hát hả? Tôi đồng ý. Ờ, mày đồng ý, bây giờ tao lại không đồng ý nè. Đi mày! Từ hồi xưa tới giờ tao một tay tao nâng đỡ mày lên đến ngày hôm nay, nghe không? Mày nổi tiếng. Được gì hả mày? Mày khinh khỉnh cái mặt mày hả mày? Lắm à. Mày khinh khỉnh. Mày cũng vậy nha mày. Hả mày theo đoàn. Cha mẹ mày làm cực khổ. Không bao giờ mày học hành. Tao kêu mày đi học thầy. Mày học hát đi. Không. Mày ca dở như quỷ. Mà tối ngày mày đòi mày lên trang bìa. Mày đòi mày hát mở màn. Ha. Mày vẽ cái mặt mày như con công vậy đó. Ma. Cái gì? Con nghĩ lại rồi má. Cái gì? Cho chị hát đi. À, con nấu cơm sốt vé cho má. Ủa, sao mày thay đổi đột ngột vậy? Cuộc đời mà má, đẩy đưa lắm. Ai đưa thì con đẩy thôi. Thôi được rồi. Mày nói như vậy là má vui rồi. Còn con quỷ này nghe mày. Đi mày! Cuộc đời này nghe mày sống như vậy, mày đừng có nhìn mặt tao nữa. Em. Dạ. Đi vô thay đồ liền. Hôm nay mày cứu đoàn tao Philippines. Dạ. Mày thay đồ liền cho tao. Trời ơi, tôi đuổi quá hả? Nghe, cái đời này là có một mình mày ca nghe chưa? Dạ thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục được tiếp diễn. Thưa quý vị, sau một thời gian lủng củng nội bộ gia đình, mẹ con chúng tôi đã nói chuyện thả thượng xong hết rồi. Ngày hôm nay, gia đình của chúng tôi xin giới thiệu một ngôi sao ca nhạc mới lưu nãy. Đây là em của Phi Danh Dân, em của Phi Bóng, chị của Phi Lê. Thưa quý vị, ngôi sao ca nhạc Philippines, gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục trình diễn văn nghệ của đoàn Mưa Ngàn Nơi.
dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Một xe như nói trên đường vẫn qua mai. Người già thăm đến câu chào ngãi xuân xa. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn.